Cảm ơn. Em Watson. Cảm ơn. Cái video này em đi nhanh chị, trên đường đi về lái xe em quay luôn ha. Sáng thì nắng chị, buổi chiều tối thì mát. Bên phía này buổi sáng hơi nắng xíu gì ạ. Ok, chúng ta đi vô đây xíu coi em này có gì không chị ơi. Video này em quay phụ thôi nha, còn những video chính anh chị thì em sẽ quay nó đẹp hơn. Đây là những vật phẩm ngày Tết anh chị, màu sắc nó rực rỡ anh chị. Không, xin lỗi, xin lỗi. Cổ này là cái gì mà cái đoạn này thì em quay nhanh hơn chị ơi, bởi vì em cũng đi sáng giờ mỏi cái chân rồi, bây giờ em đi nhanh để em về lấy xe em về thôi, và trên đường về thì tiện đường em quay thôi chị. Cái đoạn này thì ban ngày nó nắng quá, nắng quá thì ít ai tới đây mua anh chị, thì họ mua bên kia đường không à. Đây là bán các đủ các loại hộp ngày Tết nha anh chị, đủ các loại hộp ngày Tết luôn, có hộp quà rồi ngày Tết. Anh Quy à, Quy bán nãy giờ đây nè. Dưới đây bán bao bì anh chị, bao bì rồi ha. Các loại bao bì anh chị, bao bì giỏ. Ngày Tết thì họ đi mua hộp quà, họ đi mua đồ về, họ gói quà rất là nhiều anh chị. Khu này có thể là khu trưng bày, họ tổ chức các sự kiện hoặc là họ làm các cái trang trí như các công ty anh chị. Ví dụ trang trí cây mai, ví
trước cây mai rồi để cắt hộp và hộp quà bánh rồi các cái đồ bánh tét rồi anh chị. Đa số là bán bao bì anh chị ơi, các loại bao bì được ha, thì dàn Tết thì có vẻ đông hơn bởi vì họ cần bao bì gói cái gói quà Tết rồi gói bánh cái kẹo đó, thì có lẽ ngày Tết thì nó sẽ đông vui hơn anh chị.